Audio Jungle. Chào bà con, thì clip hôm nay mình quay cho bà con xem về cái vườn bơ của anh Khánh ở xã Yatim, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Thì anh có trồng 1.300 gốc bơ bút và bơ này đã được 4 năm tuổi. Và thì hôm nay mình sẽ quay cho bà con xem về cái mô hình này, và cái thứ hai nữa là hướng dẫn cho anh Khánh về cái kỹ thuật làm cành tạo tán cho cái bơ chuẩn bị ra hoa và phân hóa hoa. Thì cái vườn bơ mình quay cho bà con xem á, nói chung cây rất là đều, tán rất đều, nhưng mà anh trồng cũng nói chung là cũng hơi dày, anh trồng có 6 mét thôi. Thì qua clip này mình quay rất là chi tiết cho bà con xem về cái cách làm cành giữa cây bơ 2 năm tuổi và cây bơ 4 năm tuổi trồng sát nhau, cho anh Khánh hiểu về quy trình mà làm cành tạo tán và làm cành như thế nào cho nó hiệu quả, là tác dụng của việc làm cành như thế này thì nó sẽ đạt được năng suất như thế nào đối với cây bơ bút. Thì đây mình quay sơ về một số cây bơ cho bà con xem, và ở clip này mình quay toàn bộ rất là dài từ đầu đến cuối về cái quy trình làm cành của cây bơ bút. Thì mình nhìn chung á, vườn bơ anh rất là đẹp, lá rất là xanh, nhưng mà tiếc điều là nó bị mọt đục cành rất là nhiều. Thì như bà con mình nói những clip trước đó, đa số cái mùa này là mùa sinh sản của mọt đục cành, nên bà con chúng ta phải phòng và phun thuốc trừ sâu để phòng trừ cái bệnh mọt đục cành, một số con sâu bọ xích nó gây hại cho cây bơ. Thì bà con cứ nhớ đăng ký kênh và theo dõi tất cả video của trái cây theo mùa lắc, mình luôn luôn cập nhật những video về cây bơ, một số cây trồng khác cho con xem. Thì với cây bơ 2 năm tuổi như thế này á, thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con làm và tỉa những cái thế tán cho cây bơ bút. Và cây bơ 4 năm tuổi thì anh do cái diện tích anh trồng rất là dày, thì anh nói kêu là nếu mà trồng dày như thế này thì anh ăn khoảng cỡ 1-2 năm ăn quả, xong rồi anh cứ bỏ những cái cây ở giữa khi mà nó diện tích nó rất là chặt. Đây là một cây bơ 2 năm tuổi sau khi đã tạo tán xong. Và cây bơ 4 năm tuổi mình sẽ quay hai cây bơ sát nhau và sẽ quay chi tiết về cách làm cành của cây bơ để con xem. Thì một lần nữa bà con cứ theo dõi tất cả video nha. Thì clip mình quay rất là dài, đến cuối clip luôn mình cắt 2 đến 3 cây bơ để con xem. Về vấn đề mà làm cành thì mình cũng nói rõ rất là nhiều clip rồi, thì clip này mình sẽ quay để con chúng ta ai mà chưa xem thì có thể xem tham khảo, với những vườn bơ đang chuẩn bị ra hoa mà chúng ta chưa làm cành thì có thể nhìn vào phương án này chúng ta làm.